thần, nguyên liệu, sức mạnh, nhẹ nhàng, cân bằng mà theo học của thiền Á Đông. Đây là biện pháp tác động tích cực tâm can tỷ thể thân. Đây cũng là năm yếu tố mà triết học của Á Đông sử dụng trong phần lý luận các vận động của vật chất cũng như xã hội là chỉ bảo một của kim. Con người đã nghiên cứu những khả năng vận động của con vật đưa đến những loại hình đặc trưng để áp dụng vào rèn luyện ứng xử rèn luyện để đưa vào cuộc sống chúng ta được hoạt động. Thank you.